Vâng, chờ đến với trận đấu thứ ba rồi. Gì đây? Lại là Persian đến từ Hoàng Mai Nhi. Vẫn là một chém tuyển và ở bên kia là Sangia. Alo, vỡ trận đến với trận thi đấu 3 trong series đấu thứ hai. Ở một đấu mà bên mình tưởng chừng như bên mình có một nhánh của Persian là loại quân tuyển, quân đẹp, nhưng bên kia cũng là hai tuyển, một IA và một xe. Bởi mình là hai hệ chém. Đây là một hình máy Persian dành cho Hoàng Mai Nhi. Trận đấu ban nhà của Hoàng Mai Nhi đang có rất nhiều sứ tử xung quanh. Tôi đếm sơ qua là ít nhất là 4 con, một tên đấu mà mình bị mất một dần dành cho Per. Voi thì chưa thấy nhiều nhưng mà đã tìm thấy cho mình 4 sứ tử rồi. Đây là máy tí nào. Catania. Trận đấu này Catanian dành cho Tím đã tìm thấy cho mình là một bãi quả phụ. Và như nông dân đi dò của Tí dường như là nông dân nó đang hơi ít HP thì phải. À không, vẫn còn đầy. Ở trên kia là bầy hươu đầu tiên dường như là móc đấu này Catanian chưa có. Rồi có lẽ thời điểm đầu tiên ta sẽ xem màn hình máy của Per đi. Rồi tôi vẫn trông chờ một tuần thi đấu mà Per xem mình lên một thế mạnh đột biến. Rồi mất một dân, bầy hươu đầu tiên là 5 con. Oh my god.
Ta quay trở lại với trận thi đấu này. Vâng, đây là màn hình máy đến từ vài đấu của tỷ một trận đấu mà tỷ cầm Kahanian. Vâng, trận thi đấu mà dường như là màu hai tiểu mà thầu đang có tình huống thủ ngay 2p như hình hai chèn. Một map đấu mà tiểu mà thầu là người cầm Yamato và tơ này phù của Yamato lại phù rất lởm rồi vào tơ này. Vừa nói dứt lời xong là phù lởm tình huống mà cũng khá hên dành cho người cầm màu hai. Vâng, liên tục cái tình huống mà bị mất hai con lạc đà đến từ vài đấu của Kahanian. Vâng, với cái bài đấu của Yamato cũng lý thuyết là chém tuyển thôi để đối đầu với hai nhà bên sóc đều của Kata thì nó hơi thịt. Và cho đến tiểu bàn thầu bên kia thủ ngay 2p. Thủ ngay 2p thì đối đầu với Kata và đây là máy của Hoàng Mai Nhi. Một tuần đầu đang vẫn là những vòng VE đến từ Hoàng Mai Nhi và kịp không? Các bạn vẫn kịp thời có thể sửa e trong tình huống vừa rồi và dân Per xem thì mình là nông dân không có cửa chạy xong tình huống bị bắn vào bãi vàng. Đây là cái map đấu mà bài đấu của Persian cho tôi Hoàng Mai Nhi tham lại của anh cũng chỉ là 22 và sau turn này có lẽ mình sẽ là người bất tham. Mặc dù là cung đường của Sen thôi nhưng mà vẫn có turn rỉa rói rất khó chịu. Một turn đấu mà mình bị mất bãi vàng. Tí thì sao? Thank you.
Vâng, như vậy tỷ số là 2-1 trong set đấu thứ hai. Vâng, đây cái map đấu bài sen cũng khá đẹp dành cho Trang Hàn. Một bài đấu đánh khung trong góc 9 giờ. Vâng, chính xác đây là cái góc 3 giờ. Sorry anh em.